Ok, xin chào mọi người. Chào mọi người quay trở lại với kênh Bụi Vlog nhé. Thì sáng hôm nay anh em có một cái thì lát mình còn sao. Sáng nay anh em mình có một cái món đặc biệt mọi người. Mọi người biết con này là con gì không ạ? Cá bò. Này là cá bò mọi người nhé. Ông anh mới đi biển về thì ấy cho anh em mình được con cá bò đây. Thì anh em mình quyết định là làm món gì anh Lâm? Xẻo tùng tùng xẻo gì đó. Cá bò tùng xẻo mọi người nhé. Tùng xẻo ổng. Này là anh Lâm đã sơ chế rồi, lọt cái da nó ra rồi mọi người. Cá bò to lắm. Đây mọi người nhìn. Một con vậy đó. Anh mua bình ga rồi mà. Đã mọi người. Bây giờ anh em đang tiến hành làm rau với lại những công đoạn chuẩn bị để lát làm tùng xẻo. Ok mọi người. Thấy anh em đã treo cá bò lên rồi. Tiến Khánh đang lọt hành chuẩn bị do vậy cho cậu Dương. Tiến Khánh hôm nay làm phụ bếp cho Dương béo mọi người nha. Đấy là cái tiệc mà đang mình có tiệc quan trọng người. Thập lần cái mà luôn có tiệc quan trọng. Cá bò. Đã mọi người. Khá là to. Anh em nấu thì chắc thơm cà. Rau này thì để ăn sống mọi người nha. Để ăn sống, thơm cà hành. Hình như nãy có măng chua nữa mà không biết là Dương có nấu luôn không. Anh Lâm mày đồ này hát khá là hay. Mày có chạy tóc chưa? Vút tóc chưa? Vút tóc chưa? Đây thấy bao nhiêu rồi? Tôi nấy hè rồi, không nấy hè rồi. Đây, anh Lâm vừa mới cho dầu vào mọi người. Đây, ông thằng hành tím đây. Bớt luôn lịch. Đây, ông thằng hành tím. Chưa sâu ấy mà hả? Dầu sôi. Không bao lờ. Hôm nay còn đợi nữa anh Lâm. Túi nhậu nhiều quá anh ơi. Con bảy tinh thần. Cái này dạng ngố. Anh Lâm còn đợi quá. Sắc hơi nhỏ xíu đó, Tiến Khánh. Xô, tô cho nó nhanh này. Dạ hả? Ok chưa? Rồi. Ông bà lòng. Ông bà lòng luôn. Ông bà lòng. Nên mình làm này cho nó ra màu nhắn đẹp mọi người nhé. Ok, hỗn hợp này cũng gần sôi rồi mọi người. Cái này là gồm thơm cà, hành, có lại tí giấm là gia vị mọi người nhé. Còn có đường bột ngọt gì nữa. Thì giờ cái này sôi xong anh em mình sẽ làm tùng xẻo rồi. Sẽ xẻo từng lát cho nó rớt xuống rồi anh em mình dứt thôi. Có hành vô đây hả anh Lâm? Hôm nay Dương béo mới về tới nhưng mà Dương béo có công việc đi rồi thì bàn giao cho anh Lâm. Không, bình nước không? Kiếm miếng tiêu đó luôn Nhật ơi. Nhắn thơm. Anh vô xíu nước mắm chưa? Rồi, cho nước mắm rồi. Em thử nó anh Lâm gia vị đầy đủ rồi đó. Giấm không? Đường đó, còn muốn đường đó. Cá này 2kg mọi người. 2kg. Cái này cái bèn to hơn mặt anh Lâm. Gấp đôi với mặt anh Lâm. Sao chưa? Tắt sao? So rồi mọi người. So mày lắm. Mọi người nhìn đã không? Nhìn có cái màu sắc nó đã không mọi người? Bắt đầu chín rồi mọi người. Bây giờ là cho bắt đầu cho nhân vật chính vào. Sau đó gì nữa? Giờ anh Lâm xẻo lần đi chứ. Là Lâm xẻo nè. Lâm xẻo nè. Mọi người hãy chọn cho mình một cái chéo một đôi đũa. Đúng rồi, bên kia luôn. Mọi người hãy chọn cho mình một cái chéo một đôi đũa. Đây, anh Lâm đang cái này dùng không hả? Đó, để này pha khô bữa xa nước này. Pha khô 1 phút. Tùm lên gì đâu. Cá anh tùm nữa này. 2kg.
Cái này lột da ra mọi người, trắng tinh mọi người. Đã. Rồi. Bây giờ sẽ về hả? Thôi em không biết đâu. Đang quay anh Lâm tùng xẻo con cá này. Cái thịt cái cho anh. Đâu cái này cho cái có thêm mày xương mày đó. Xương mày hả? Đây mọi người. Đấy, đã chưa? Tiếng nữa, ăn luôn đi. Ừ. Cận cảnh nha mọi người nha. Thịt nó rất là trắng mọi người nha. Ôi trời, cái này đã đỏ cành rồi nè. Ừ, đã chưa? Quá đã. Thịt tráng nóng hay? Do cái bếp này lửa hơi yếu nên mọi người không nhìn thấy nó sôi sục 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 sục. Nhưng mà sôi vậy là được. Thịt tráng đỏ tinh luôn. Cái bò thịt nó trắng lắm mọi người. Rồi mà. Là nó miếng to nó xuống luôn rồi sao? Đó luôn anh. Mà ăn thử. Quá đã. Không có nữa hay. Không đâu người. Thế tôi bị tơi về chả. Có bún kìa. Nhưng mà không có nước mắm là ngon rồi, cá này không. Đây là mũ ngon lắm. Chùi cái bò này. Nhức đắp. Ông thần thích đồ tái đây, hai ông thần đồ tái đây. Không có thần gũa. Em một tọt kìa. Thôi. Chữ rồi nữa. Đồ quá. Tối qua ăn đồ sống không cần đồ tọt luôn. Đồ tọt lắm. Hứa chẳng không. Đây. Đi đâu? Quá đã. Nguyên cục vậy luôn anh Lâm. Ừ. Hứa chẳng không. Rồi, lên chín cái đó xong rồi thẻo xuống. Ừ. Em không làm nhé. Sâu đó chín đó. Nồng lửa quá mà. Đã lửa quá, nồng lửa quá. Rồi chín rồi đó mà, sôi rồi này. Vô. Mọi người nhìn nó thịt nó trắng không? Rồi anh em mời anh em luôn đi. Vô, anh Lâm đây. Mời anh ăn đây, quán mời anh đây. Ăn quán à? Nghe thơm á. Chín đi nha. Dứt. Ăn không con lá. Vô. Nhật review coi. Thịt mềm ngon kìa. Rồi. Nhìn hấp dẫn á, nhìn hấp dẫn á. Cho cận cảnh luôn nha. Sao nát bét đó. Mà anh ăn chín quá rồi. Không chấm mắm à. Chín quá rồi. Nè. Thì có bò dai lắm. Anh bên đây, qua thử. Vô, mình review thử miếng mọi người nha. Đây. Đây mọi người. Trắng tinh. Thêm miếng nước mắm. Đó đây quá rồi. Chín quá à. Chín quá à. Ừ, nè nó đi. Chín quá à. Ngon. Chín quá. Khỏi trong nóng lạnh không? Thịt ngon lắm mọi người. Vừa thịt mà. Bao nhiêu cái bụng về cái bụng á, cái bụng nó làm rồi hả? Ngon quá. Cầm đi. Ngon. Quá ngon luôn á. Thịt cá bò nó mềm lắm mọi người. Mềm. Nó da da, chỗ cái phần này da da nó đâu. Nó như nhiều mới sụp mà. Ừ. Phần mềm thịt cũng da da. Đúng. Nước sôi, nước bắt đầu sôi mạnh rồi nè, cho cá xuống đi. Tùng xẻo nó lâm xẻo đây. Nguyên tảng luôn hả? Ừ. Đó nó chậm nó gạt rồi, gọi rồi. Được, em có dàn. Đây mọi người, nhìn cái tảng cá đã không? Ok. Tâm lên. Đã quá mọi người. Nhìn trời mưa lên lạnh lạnh mà. Cái đó mới vừa xuống đó. Trứng vậy nhỉ? Rồi, nó nốt luôn trứng. Lao rồi. Cái đó chín rồi. Cái đó miếng nó chín rồi. Không là sợ ăn đồ sống mọi người. À, mà anh em ơi. Được ngon. Hát xả. Được. Rồi. Một miếng to nó ngon nè. Miếng dầu hầm nữa. Ghê. Nhất nát á. Ngắt luôn. Mày ăn à. Cái này còn mấy là mày ăn đo nè. Anh mày đo nè. Có người hàng rồi. Hai mọi người nhìn cá đã. Xuống cái nồi này nữa. Khá là tuyệt vời. Thôi rồi. Anh Lâm cho nó chín anh Lâm. Để nhiều nhiều. Được. Em ăn tự nhiên đi. Em đi. Dạ ngon mệt quá. Sao chưa? Sao chín nữa mà. Ừ miếng to thì đang ngon. Đó, rồi lồ miếng đó. Sao rồi đó. Được. Mọi người nhìn hấp dẫn không? Này cho mình này. Ờ thôi cho anh nửa miếng nữa thôi. Thôi. Ngon. Cái cá nó trắng thịt mà nó nứt rồi, nó chín nó nứt rồi mọi người nhìn đã không? Trong đấy nó chín rồi đó. Bà trời hẻ rồi luôn rồi. Anh làm luôn cơ cận cảnh một miếng nữa nè. Wow.
mình lên thôi nè. Rồi. Đỏ quá anh em ơi. Không trời mà đây miếng to này. Vô. Mướt mát luôn anh ạ. Mấy nó chín hết rồi Nhật ơi. Đó luôn. Chu. Quá lông mềm. Vừa chín luôn. Thịt nó con thớ con thớ mọi người. Mười lên. Ăn không? Để nó chín quá. Nó ớt nữa. Đừng để chín quá. Đừng để nhán giữa. Đúng rồi. Với lại là vừa luôn. Thịt nó từng cái thớ thớ như vậy nó hấp dẫn lắm mọi người. Mọi người nhìn nè. Nó có từng thớ như vậy nè. Đây. Là mình ăn đây mọi người mình lạc nên là cái từng thớ thịt như vậy. Nước cao hơn cho nước cao thằng kia uống rượu. Ngon quá. Ngon quá, lòng phút nữa đi. Ngon quá. Ngon lắm mọi người, cá bò nó thịt nó thơm. Có gì mà. Ừ. Thịt khá là thơm. Thua thịt chó. Ngon, mày nữa. Rồi nhập nó nè, tiếng đục á. Ngon mà, có từ quốc rồi. Có từ luôn. Mời anh em luôn, mời anh em cứ ngon luôn. Mời anh em đồng hành luôn, túi này rạc luôn. Mời anh em đồng hành luôn, rạc luôn. Tại luôn. Trời lớn. Mời anh em đồng hành được. Mẹ đó là đẻ sợi chế. Mời anh em đồng hành được. Mời anh em miếng đồng hành luôn. Mời lên. Mời lên nè, ngon quá. Đúng bài luôn mọi người. Kiểu là trời đông mưa mà mọi người ăn theo cái này cũng đã lắm. Rồi, nó bột cái cá gòn đáng đáng không? Đúng không? Không. Gần nó giống gần cái đuối không anh? Không, không tanh. Không tanh hả? Giờ tới lượt Tiên Khánh xẻo đây. Làm thương mất sức. Ngô dạ đây đưa nam ăn cứ gừ dạ được kìa. Bình lo. Đây là Tiên Khánh sẻ luôn, vô tay em nhỏ. Chợt ăn thịt ngựa cũng đắt luôn. Ăn gì tanh tanh tanh. Dè dè chứ. Quét trống liền. Đó. Ừ, đó chưa. Hai cục á. Anh đâu cũng có nghề chứ. Sẻ hơi to đó. Để lại nó căng. Mình làm miếng nữa mọi người. Đây mọi người, mời mọi người nha. Chưa, ngon quá. Nó đựng sống ạ. Không ăn nó hả? Ngon quá mọi người. Quá tươi luôn. Trời. Yeah. Cầm nuốt nữa đi. Rồi, à, này mình sẽ dứt hết cái này luôn. Hả? Đây mọi người. Ơ, mời anh em đây. Sôi nữa nè. Sôi được chín lần, cần đựng chín quá. Đây là còn cứng nè, chín quá cái nó mắc ngâu. Chín quá ngon. Nè. Mày đây bên đây. Ừ, đó, mềm mỏng. Đó, nhà nó mắm rin. Wow. Rất là nhiều cảnh. Yếu yếu thôi. Nhà kheo sáng nay bị nê bụng. Cái rồi nè. Ủa. Vô vô. Nhất. Vừa ngon. Làm gác kiếm lên trước nè. Đó là người đừ luôn. Là đó cho câu lạc bộ Rion mà bị sao thế. Rồi hãy hợp đồng. Ở đây anh Hồng lùm lớn luôn nè. Thôi anh làm miếng nhỏ lên, cho anh miếng nhỏ lên. Thôi, ông bên tao tôi tự nhận nó được. Hôm nay anh em làm cái món này giới thiệu cho mọi người. Anh nói hương một, nó thôi thôi. Một cái cách làm món cá bò này mới. Chứ thường thường cá bò này mọi người hơi nướng. Để hoặc là nướng. Hoặc là bắp gỏi. Còn hôm nay anh em sẽ giới thiệu cho mọi người cái món là thật sự cá bò làm thùng xẻo ăn như vậy nó rất là ngon mọi người. Hôm qua anh thêm mấy nữa đây. Còn quá tính. Nó còn mấy nó của anh Hồng á. Rồi. Dạ. Thật sự là cá bò mà làm theo cách này rất là ngon mọi người. Cứ bắt cái nồi nước lẩu lên cho nó sôi lên là rớt xuống là cá vừa chín tới là ăn rất là ngon. Dạ. Tại vì cá này nó không có tanh mọi người. Thật sự là không tanh. Nè mọi người nhìn. Cá thịt trắng tinh. Rồi còn phần đào không mọi người? Còn cái đầu quá chắc là để cho má mình nấu canh. Ăn canh chua. Mà nhìn quá đã phải không mọi người? Nước bắt đầu sôi nè. Anh em mình cũng xin tạm ngưng video ở đây mọi người nhé. Thì cái món này anh em vừa dùng xong hết rồi. Thì cảm ơn mọi người đã xem video tới giờ phút này. Nếu mọi người thấy video này hay, video này hấp dẫn thì mọi người cho anh em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh mọi người nhé. Rồi, tạm biệt mọi người. Tạm biệt.